Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem là cái thành phần của các vị của quả máu tăng cân. Thì hiện tại mình đang để tất cả các vị trên một cái mâm như thế này. Và tỷ lệ các vị thì là sẽ khác nhau. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái quả máu này. Với quả máu liệu trình tăng cân ấy, thì là nó sẽ có 7 vị. Thì đây là quả máu này. Đây là cỏ B1 này. Đây cỏ B1, đây là huyết đằng này. Đó. À, và đây là mè me này, kha cúp này. Cỏ béo này. Lạc tiên này. Đây lạc tiên mình để ở giữa này. Thì với cỏ máu thì cái thành phần cỏ máu này có công dụng là giúp bổ máu này, lưu thông khí huyết này, giúp phục hồi cho những người mà sau sinh. Thì họ bù lại cái lượng huyết mà họ mất sau sinh. Đấy. Cỏ B1 thì đây là cái cỏ B1 bình thường là sẽ chiết xuất ra cái thuốc tây B1 đấy, giúp kích thích hệ tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Và mình những người mà tức là họ ăn rất là nhiều mà không hấp thu được ấy, thì là cái cỏ B1 này giúp hấp thu tốt hơn này. Huyết đằng này, huyết đằng thì tương tự như cỏ máu thì nó có công dụng là bổ huyết, lưu thông khí huyết và giúp mát gan nữa. Đây là cỏ mè me này, cỏ ca khúc này và cỏ béo. Lạc tiên thì giúp mình có cái giấc ngủ sâu hơn. Thì đơn giản là cái cỏ máu này, cỏ béo tăng cân này thì là các thành phần này giúp mình ăn ngon ngủ tốt. Thì ăn ngon ngủ tốt là tăng cân rất là tự nhiên thôi. Thì các thành phần này mình chia sẵn như này, đây là 1 cân theo tỷ lệ 1 cân. Và đây, mình đã chia sẵn 1 cân thì mình sẽ chia sẵn cho các bạn là một ấm nhỏ như thế này. Một ấm nhỏ này là 100g, tương ứng 100g. Thì 100g này mình nấu trên một lượng nước là 1 lít rưỡi đến 2 lít nước. Tùy các bạn, người nào uống nhiều thì nấu tầm 2 lít nước, còn không thì nấu khoảng 1 lít nước. Đây, cái ấm này thì mình nấu được 2 lần nước nhá. Lần thứ nhất là mình nấu hôm nay thì mình nấu 1 lít rưỡi này, xong mà cái bã này bảo quản tủ lạnh này. Ngày mai mình đun một nước nữa rồi mình bỏ đi. Đó. Để các bạn có thể xem trực tiếp là cái gói này mình chia sẵn này rất là tiện, về không phải chia lại nữa. Đây. Hôm nay thì mình quay cho bạn xem, thì ai có nhu cầu mà mua cái cỏ máu thì có thể liên hệ với cái số điện thoại mình để dưới video. Hoặc là thắc mắc cái vấn đề gì thì có thể comment bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.